Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Xin tiếp tục phân tích. Công luận bên báo chí này kia là phê bình chỉ trích Tổng thống Trump tơi bời qua lá về cái việc mà ông đi hội nghị với ông Putin, thưa quý vị. Nhưng mà không có tờ báo nào, tôi chắc chắn không có một nhân vật nào ngay ở trong nội các của ông Tổng thống Trump mà biết cái tình hình về tương quan ngoại giao giữa các nước và với Hoa Kỳ bằng ông Tổng thống. Cái đó dễ hiểu thôi, bởi vì Tổng thống là một cái người có thể được các cơ quan trung ương báo cáo công việc có thể rất là tỉ mỉ. Thí dụ như CIA mỗi ngày phải trình cho Tổng thống công việc tương quan ngoại giao ở các nước như thế nào. Rồi thứ hai nữa, phải để lại một cái tấm giấy. Đến khi cần thì những người phụ tá sẽ coi cái chuyện đó. Cơ quan nào cũng vậy. Bộ Quốc phòng cũng có người có cái họp ở trong nước, người ta gọi là họp liên bang đó, mình cho là đây là một cái họp gần như mỗi ngày để trình tổng thống. Tổng thống không giữ được thì phải để giấy tờ lại cho phụ tá coi và báo cho ông. Thì hỏi xin lỗi CNN, những cái người làm cho CNN, những cái người làm cho Washington Post, những người viết báo cho New York Times biết nổi, biết được những cái công chuyện quốc gia đại sự bằng tổng thống hay không? Câu hỏi tức là trả lời. Thế mà thưa quý vị, những người làm truyền thông có tính cách gọi là, nếu mà nói theo cộng sản, muốn coi mình là đệ tứ quyền, coi mình là muốn được giáo dục là người khôn ngoan hơn, giáo dục quần chúng và muốn dạy chính quyền phải làm cái này, do this, do that. Thưa quý vị, cái chuyện đó dân chúng Hoa Kỳ biết rất rõ, và cũng vì biết rất rõ nên ông Tổng thống Trump mới đắc cử trong cái cuộc bầu cử 2016. Trong khu lúc đó quý vị nhớ báo chí mở ra tờ nào cũng vậy, bà Hillary được ủng hộ 120%. Thường thường ta nói 120%, 100% thôi mà tăng lên, chắc đến đây kêu bằng nâng bi là nói là 120%. Tôi đọc báo lúc đó mà tôi thực sự quý vị làm ngược người, cũng viết báo 22 năm, lúc đó tôi không muốn coi tin nữa. Bởi vì những cái tin đó là cái tin mà sau này Tổng thống Trump gọi là fake news, tức là tin giả, tin vịt cồ, thưa anh. Vâng. Vấn đề Mỹ là một hợp chủng quốc tự do, dân chủ, tự do ngôn luận. Không ít những nhà chính trị lão làng ngồi làm dân biểu, nghị sĩ, cháy đít. Nhưng cơ quan truyền thông thiên tả phóng túng tự coi mình mà đệ tứ quyền, có thiên chức giáo dục quần chúng và có miệng ăn miệng nói, có quyền gói ý kiến người khác trên truyền thông. Cũng không có thể bịt miệng những người Mỹ chính trực trong trận chiến tấn công tuyên truyền chống Tổng thống Trump sau thượng đỉnh Trump Putin. Mới đây xuất hiện một chương công trình phân tích Mỹ-Nga liên thủ đối đầu với kẻ thù Trung Quốc. Tại sao không? Đó là một phân tích của ông Harry Kajianis, giám đốc phụ trách lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia. Đồng thời, ông còn là tổng biên tập của tạp chí National Interest, Lợi ích Quốc gia. Xin phép đúc kết siêu khảo để cùng tương lãm cho rộng đường dư luận và nhận định. Đại ý ông Kajinis trình bày rằng cả hai nước Nga, Mỹ đều có lý do chính đáng để lo sợ trước những thay đổi về trật tự thế giới sắp xảy ra và ảnh hưởng tới vị thế của họ. Hơn nữa, nhiều bài học lịch sử cũng cho thấy rằng khi một thế lực mới muốn thay đổi trật tự thế giới thì ngay cả những kẻ thù lâu năm cũng có thể bắt tay hợp tác với nhau. Thế lực mà tôi, tức là ông Kajianis nói, vừa nhắc tới trên đây chính là Trung Quốc, cường quốc châu Á đang trên đà lớn mạnh và gia tăng vị thế nhanh chóng. Cái câu này, thưa tôi nhớ, gần như là một cái câu nằm lòng của những người làm chính trị ở Tây Phương. Không có bạn muôn đời, không có thù muôn thuở, không có bạn muôn đời. Tuy tình hình mới thì nhiệm vụ mới. Cái câu này cũng được ông Kajanis nhắc lại theo cái kiểu văn của ông. Thưa quý vị, thực vậy, xét từ tốc độ phát triển hiện nay, một ngày nào đó
sức mạnh kinh tế của Trung Quốc sẽ còn vượt xa sức mạnh kinh tế của Nga và Mỹ cộng lại. Ông nói nếu mà với cái đà phát triển về kinh tế của Trung Cộng hiện nay 5-6%, có lúc mười mấy phần trăm trở lên đó, thì một thời gian nếu mà Mỹ ngừng lại, nếu mà Nga ngừng lại thì cái nền kinh tế của Trung Cộng sẽ mạnh hơn của Nga và Mỹ nữa. Nếu Trung Cộng chuyển hóa sức mạnh kinh tế to lớn ấy, Trung Cộng sẽ thành sức mạnh quân sự, kinh tế mạnh, thì muốn hay không, cái sẽ tăng cường quân sự thì quân sự sẽ mạnh, thì số phận của Mỹ và Nga coi như định sẵn rồi, coi như là số phận đó là định sẵn, là định gì, tức là đi sau thua Trung Cộng. Ông tiếp tục, sau chiến tranh lạnh, điều giúp hai nước Mỹ-Trung Quốc duy trì quan hệ là sự hợp tác về kinh tế. Thế nhưng gần đây, mối quan hệ hợp tác này đang xấu đi từng ngày. Cái đó là thì đúng là quá rồi quý vị. Hiện giờ Trung Cộng và Mỹ đương trong cái thời kỳ phải nói rõ là chiến tranh thương mại. Mà chiến tranh thương mại là đụng chạm tới giao thương và thương mại. Không chỉ bất đồng, ông tiếp tục, Washington còn liệt kê Bắc Kinh vào danh sách những kẻ thù của nước Mỹ bên cạnh Nga và Liên Âu. Nước Mỹ đang phải đối mặt với một thâm hụt thương mại 500 tỷ USD mỗi năm do cái nạn trộm cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Cái này thưa với quý vị là quá rõ rệt rồi, ông dân biểu nghị sĩ hay là bộ trưởng nào cũng biết. Mỗi năm Hoa Kỳ bị thiệt hại vì tin tặc của Trung Cộng, vì những điệp viên của Trung Cộng, thưa với quý vị, ăn cắp những cái bí mật quân sự, những cái bí mật kinh tế, bí mật kỹ thuật. Hoa Kỳ thiệt hại, có khi người ta nói cả 600 triệu chứ không phải 500 triệu. Hơn nữa, Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc ăn cắp hàng tỷ USD và rất nhiều bí mật quân sự của nước này. Có thể nói, cách đây chừng 5-3 năm, liên tục, nghĩa là tin tặc của Trung Cộng xuất hiện đủ mọi nơi, mọi ngành nghề, đủ ngóc ngách để tìm cách lấy tài liệu của Hoa Kỳ. Và gần đây, thưa với quý vị, điều này chúng tôi xin phép mở dấu ngoặc thêm một chút. CIA, đây là cái tin tức của Hoa Kỳ, CIA nói, nghĩa là cái nguy hại cho Hoa Kỳ, cái nước mà thách thức Hoa Kỳ nhiều nhất là Trung Cộng. Họ muốn tạo ra một cái chiến tranh lạnh. Thứ hai, FBI cũng thừa nhận như vậy. Cái bài này, cái tin tài này, các truyền thông ngoại quốc đều có đăng. Ông Kajanis tiếp tục, không chỉ dựng lại vấn đề thương mại, Mỹ-Trung Quốc còn có nhiều mâu thuẫn về địa chính trị. Như các vấn đề trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông hay eo biển Đài Loan. Cái đó chúng ta không cần nói nhiều, ai cũng biết rằng hai bên Bắc Kinh và Washington có thể nó căng thẳng nhau về vấn đề Biển Đông và vấn đề Đài Loan. Những mâu thuẫn này đã có chiều hướng xấu đi và có nguy cơ bùng phát thành các đối đầu quân sự trong tương lai. Vâng, quý thị vị, người ta cứ nghĩ rằng là hiện bây giờ là hình như Nga và Trung Cộng đang là liên kết với nhau và trong cái bang giáo có vẻ muôn ngày một nồng ấm. Nhưng thực ra khi xét cho kỹ thì giữa Nga và Trung Cộng luôn luôn có những mâu thuẫn. Bởi vì vậy mà người ta coi như vậy là chỉ bằng mặt chứ chưa chắc đã bằng lòng. Dù Nga có thể chưa muốn thừa nhận ngay lúc này nhưng họ vẫn có một vấn đề riêng với Trung Quốc. Hiện nay Moscow và Bắc Kinh đang bàn tới mối quan hệ đối tác thân thiết, tăng cường hợp tác kinh tế, ký kết các thỏa thuận năng lượng và thậm chí Nga còn đang đẩy mạnh các thương vụ bán các loại vũ khí tân tiến nhất trên nước này cho Trung Quốc. Như vậy ít nhất là hai nước Nga-Trung cũng đang có mối quan hệ khá tích cực. Nếu xét từ việc phía bề ngoài, tuy nhiên điều đó sẽ không kéo dài.
Xét về lâu dài, Moscow sẽ phải tính đến những ý định của Bắc Kinh. Thứ nhất là mối lo ngại về dự án cơ sở hạ tầng một vành đai một con đường của Trung Quốc được thực hiện nhằm thúc đẩy liên kết giữa Trung Quốc và các nước quốc gia trên lục địa Âu Á Phi, trong đó một sự tham gia của các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, không chỉ ký kết với những thỏa thuận năng lượng lớn của các quốc gia này còn được hưởng những lợi ích kinh tế khi hợp tác với Bắc Kinh. Điều này có thể khiến Moscow lo ngại rằng những người láng giềng gần sẽ có thể một ngày càng theo phe Trung Quốc. Kế tiếp, cái cán cân vũ khí quân sự trong vài năm tới có thể không nghiêng về Moscow, tức là Nga, như hiện nay nữa. Hiện nay, Trung Quốc đã và đang đặt mua một số thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất của Nga như hệ thống phòng không S-400 và chiến đấu cơ Su-35. Tuy nhiên, rất có thể, có khả năng Trung Quốc sẽ đánh cắp và sao chép công nghệ của các loại vũ khí này của Nga để tự sản xuất trong nước và thậm chí là xuất cảng ra thị trường nước ngoài với giá rẻ và bán cho các nước ngoài, nghĩa là tự động cướp giật cái bản quyền, cái quyền sáng chế của các nước. Mà Trung Cộng, thưa với quý vị, đó là cái đường lối, cái chính sách chiến lược của Trung Cộng, cũng như đối với các công ty Hoa Kỳ khi mà làm ăn ở tại Trung Quốc, muốn làm ăn là phải hứa, phải chuyển nhượng cái khoa học kỹ thuật, cái bí mật, cái bí quyết sản xuất cho Trung Cộng biết. Quý vị thấy, chính cái đó là cái Tổng thống Trump chống Trung Cộng nhiều nhất. Người Mỹ đã xuất công bao nhân tài vật lực không biết bao nhiêu ra, thí dụ để chế một cái và phát minh một cái gì đó rồi đem qua bên Trung Cộng sản xuất để nhân công của Trung Cộng rẻ hơn, để cái giá thành lời nhiều hơn, thì khi qua đó thì Trung Cộng buộc ok, tôi cho anh vô nước tôi sản xuất và buôn bán, nhưng mà anh phải chuyển nhượng cái kỹ thuật đó. Thưa với quý vị, nếu làm như vậy thì Trung Cộng không có tốn một đồng xu nào hết, mà lại được những cái bí quyết, những cái khoa học kỹ thuật tân tiến nhất. Nên như Facebook, thưa quý vị, rất là lâu không có vô được Trung Cộng, dù đây là một cái thị trường rất là lớn, cũng vì Trung Cộng đòi cái gì? Đòi những cái người nào mà xài Facebook đó, thì Trung Cộng đòi hỏi Facebook phải cho biết tên, ghi lịch những cái người đó, và những cái bài nào mà bất lợi cho Trung Cộng đó, Facebook phải gỡ xuống. Thành ra trái với cái đường lối của Hoa Kỳ, nên Facebook chưa có mặt được ở tại Trung Cộng. Bây giờ trở lại vấn đề, ông Kajanis phân tích, nếu như một cuộc chiến nổ ra giữa hai nước Nga và Trung Cộng, thì vì Trung Cộng ăn cắp cái bản quyền sản xuất những cái vũ khí theo cái mô hình của Nga, thì lúc đó Nga sẽ chiến đấu với Trung Cộng với cái gọi là vũ khí của mình, bởi cái vũ khí đó của Nga mà Trung Cộng bắt chước làm. Thành ra bây giờ coi vậy, người Nga nếu chiến đấu với Trung Cộng thì người Nga phải chiến đấu với cái vũ khí của mình. Cái chuyện đó có thể xảy ra. Cuối cùng, Nga và Trung Quốc từng có một quan hệ không có êm đềm trong quá khứ, dưới thứ nhất là trong lịch sử. Đó là khả năng Bắc Kinh sẽ tìm cách trả đũa Nga, đòi lại những cái vùng đất mà Trung Cộng cho là của Trung Hoa. Thí dụ như một phần của Mãn Châu, tức là Mãn Châu Quốc, tức của nhà Thanh. Sau khi mà nhà Thanh sụp đổ thì Nga có lấy một mớ dùng, những cái vùng như Kamchatka, bán đảo Kamchatka hay thành phố Vladivostok đó, thì Trung Cộng nói là của Trung Hoa. Hai bên
Và trong thời chiến tranh lạnh, thưa quý vị, hai bên đã từng có chiến tranh biên giới với nhau hẳn hoi. Vì như chúng ta biết, Nga là một đất nước có cái diện tích lớn nhất trên thế giới, mà dân thưa bây giờ còn có một trăm mấy chục triệu thôi. Thành ra Trung Cộng thả người qua từ từ qua để chi? Để vừa giành đất, chiếm đất. Nên thời chiến tranh lạnh có đụng chạm với nhau về quân sự. Nếu bây giờ Nga không có đề phòng trước thì Trung Cộng sẽ lấn đất. Lấn đất thì giống y như những cái nước ở Việt, cái Á Châu Thái Bình Dương bị Trung Cộng chiếm. Nên ông này, ông Kajanis, ông có nói, nghĩa là cái chuyện đó có thể xảy ra, Biển Đông có thể xảy ra giống y như là Nga chiếm Crimea. Đó, thưa anh. Vâng. Nhiều ý kiến tại Trung Quốc tin rằng các phần lãnh thổ thuộc địa châu Á của Nga là một phần của nước Trung Quốc cổ đại. Và họ cho rằng một ngày nào đó Trung Quốc có thể đòi lại các phần lãnh thổ này, giống như những hành động, động thái tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông trong năm gần đây. Tóm lại, có thể Mỹ và Nga chưa có thể lập liên minh đối phó với Trung Quốc ngay lúc này. Tuy nhiên, điều đó rất có thể xảy ra trong tương lai. Mặc dù hiện nay đa số người Mỹ phản đối Tổng thống Trump làm thân với người đồng cấp Nga, nhưng biết đâu trong tương lai hai nước này trở thành đối tác trên cùng chiến tuyến chống lại kẻ thù Trung Quốc. Tóm lại, trước khi chấm dứt, ông Tổng thống Trump, ông cố gắng lôi kéo Nga về, xích lại gần với Nga, hai bên xích lại gần với Nga. Để, thưa quý vị, chống Trung Cộng, cô lập Trung Cộng, giống y như cái thời Tổng thống Nixon. Thì cũng cố gắng bắt tay được với ông Mao Trạch Đông. Từ cái chỗ đó, thưa quý vị, cái đế quốc của Đệ Tam Cộng sản bị sụp đổ, và không bao lâu Hoa Kỳ bắt tay được với Trung Cộng thì chúng ta thấy Liên Xô sụp đổ hoàn toàn. Liên Xô sụp đổ bởi vì kinh tế của Liên Xô sụp đổ, và thứ hai nữa, Liên Xô không có đồng minh, không có đồng chí ở gần gũi. Như chúng ta biết, cái bề mặt thì Cộng sản họ tưởng họ là đồng ý với nhau, nhưng mà thực sự bên trong, thưa quý vị, là họ không có bằng lòng. Vì nước nào cũng vậy, chế độ nào cũng vậy, cố gắng bảo vệ cái quyền lợi của quốc gia mình. Đó là cái chính sách chung của các nước trên thế giới. Xin thành thật cảm ơn quý vị.